Xin chào các bạn, hôm nay mình có một cái đề tài nhỏ muốn chia sẻ với các bạn về một cái tình trạng khi mà chúng ta hay sử dụng những cái dòng máy chiếu gần hoặc là siêu gần, đặc biệt là đối với các cái dòng máy sử dụng cái công nghệ 3LCD chiếu ở cự ly gần. Một cái vấn đề muốn chia sẻ với các bạn nhanh gọn trong đề tài này đó là cái hình ảnh khi mà các bạn chiếu lên các cái màn chiếu thông thường á, thì nó sẽ bị tình trạng là nó bị võng màn hình. Nó bị võng hoặc là nó sẽ bị cong thôi các bạn. Đây các bạn sẽ thấy cái chi tiết ở đây. Đây là một cái màn chiếu thông thường, khi các bạn chiếu lên thì nó sẽ bị cái hình ảnh phần trên. Chúng ta thấy rất là rõ là nó sẽ có những cái gợn sóng. Vậy đâu là nguyên nhân và cách xử lý như thế nào? Thì cái nguyên nhân chính ở đây xin chia sẻ với các bạn đó là không phải là cái máy chiếu nó bị lỗi, mà đây là do đặc thù các cái dòng ống kính siêu gần. Các cái dòng ống kính siêu gần nó có một cái thiết kế đặc thù để nó nhận dạng cái mặt phẳng. Đối với các cái mặt phẳng không tuyệt đối, cụ thể là các cái màn chiếu mà chúng ta treo tường hoặc là chúng ta sử dụng màn di động á, thì nó sẽ xảy ra hiện tượng này. Còn đối với các cái màn chiếu mà nó có độ phẳng tuyệt đối, ví dụ như là màn fixed frame này, hoặc là các cái mặt phẳng như là bờ tường hoặc là tấm ván chẳng hạn, thì gần như là nó sẽ không xảy ra tình trạng này. Đây tôi sẽ cho các bạn thấy, đây là cái sự khác biệt khi mà các bạn đang chiếu một cái màn chiếu thông thường vào một cái màn fixed frame. Thì khi mà các bạn chiếu lên cái màn fixed frame thì cái vấn đề này nó sẽ được khắc phục hoàn toàn. Do đó khi các bạn lưu ý là nếu mà chúng ta đã đầu tư được những cái dòng máy siêu gần, đặc biệt là những cái máy Full HD 4K, thì việc chúng ta đầu tư thêm các cái dòng màn fixed frame chất lượng cao như thế này là điều hoàn toàn đáng đầu tư nha các bạn. Đây các bạn sẽ thấy được là hình ảnh chiếu ra nó gần như là có độ phẳng gần như là tuyệt đối các bạn ạ. Tất nhiên không có cái gì là 100% cả đâu. Chúng ta vẫn có những cái nếu mà chúng ta nhìn kỹ thì nó sẽ vẫn có những cái độ cong vênh nhất định, nhưng mà như vậy là khá ok rồi. Đây là cái nhược điểm chung của hầu hết các cái dòng máy siêu gần, cho dù là những cái dòng máy có giá trị lên đến cả 100 triệu đồng thì điều này vẫn có thể xảy ra, đó là hoàn toàn bình thường. Trong một số trường hợp thì chúng ta có thể xử lý bằng cách là chúng ta chỉnh các cái viền cong này nó ăn gian ở phía bên ngoài cái viền đen chẳng hạn, thì khi chúng ta xem chúng ta sẽ không thấy cái hiện tượng này xảy ra nha các bạn. Đây tôi sẽ cho các bạn ngược lại để các bạn nhìn thấy một cái hình ảnh khi chúng ta chiếu cái màn chiếu thông thường. Đây là một em máy chiếu có giá trị khoảng trên dưới 50 triệu đồng, dòng siêu gần mà là cũng bị tình trạng này. Thì điều này là hoàn toàn bình thường nha các bạn. Đối với các cái màn chiếu tự động, màn chiếu treo tường, màn tab hoặc là những cái màn chuyên xem phim, nó là những cái dạng màn mà có thể cuộn lên xuống, không phải là màn fix, thì cái điều này cũng xảy ra là bình thường nha. Cho dù là các bạn đầu tư cái màn đắt tiền hay chăng nữa, màn mấy chục triệu hay chăng nữa, nhưng bản chất cái mặt phẳng nó không bao giờ nó có cái độ phẳng tuyệt đối như cái màn fixed frame. Vì cái màn fixed frame á, là chúng ta căng đều cả bốn góc, căng đều bốn góc cho nó là cái mặt phẳng nó gần như là nó được kéo phẳng. Còn cái màn chiếu tự động, màn treo tường, màn di động thì bao giờ nó cũng có cái độ võng nhất định nha. Đây các bạn sẽ xem lại một lần nữa. Trong một số trường hợp thì các cái dòng máy có cái cây tông 4D thì chúng ta có thể tận dụng cái tính năng cây tông 4D để chúng ta chỉnh. Ví dụ như em này thì nó sẽ có cây tông 4D luôn. Chúng ta sẽ chỉnh bằng cách là chúng ta chỉnh cái góc, từng góc riêng. Còn trường hợp một số máy cao cấp hơn nữa thì nó sẽ có tính năng là chỉnh nhiều góc hơn nữa. Đây, các bạn thấy không? Đây là một tính năng tuyệt vời. Một tính năng tuyệt vời, nó sẽ khắc phục nhược điểm của cái tình trạng hình ảnh chiếu bị võng. Nhưng mà để đầu tư được những em máy chiếu này thì chúng ta cũng phải biết lựa chọn những tính năng của những em máy chiếu này để nó phù hợp với cái môi trường, nó là một cái vị trí đặt gần và sát với màn chiếu hoặc là sát tường, và sử dụng với cái màn fix hoặc là màn. Đối với cái tính năng này thì chúng ta đều có thể sử dụng được với các cái màn chiếu thông thường hoặc là màn chiếu phẳng là đều rất là ok nha các bạn. Thì các bạn thấy này, nó chỉnh được là tất cả các góc luôn này, góc trái, giữa, phải, tất cả các vị trí nó bị võng thì chúng ta đều có thể xử lý được. Và hai cái vị trí bị võng thường xuyên nhất đó là cái vị trí ở giữa phía trên và ở giữa phía dưới, thì các bạn thấy được là tính năng này nó hiển thị ở trên cái dòng máy chiếu này luôn. Trong quá trình sử dụng máy chiếu mà các bạn thấy có những cái sự cố gì, các bạn cần được tư vấn và hỗ trợ thì đừng ngại liên hệ với VNPC, chúng tôi sẵn sàng tư vấn và chia sẻ với các bạn hoàn toàn miễn phí nha. Thông tin về các cái dòng máy chiếu gần, siêu gần chuyên dùng cho xem phim giải trí, các bạn có thể xem thêm trên trang web là máy chiếu 3D.vn. Trường hợp các bạn cần đầu tư cho mình những máy chiếu đã qua sử dụng chất lượng cao, giá thành hợp lý, thì các bạn có thể truy cập trang web là máy chiếu cũ.com.
Cảm ơn các bạn đã cùng mình trải nghiệm về và chia sẻ về cái vấn đề hình ảnh chiếu bị võng khi sử dụng các cái dòng máy chiếu gần và siêu gần.